Đây là trung tâm hành chính công của huyện Đức Hòa. Hôm nay Linh muốn chia sẻ cho quý anh chị khách hàng, người mua, người bán cũng như là em môi giới ở khu vực Đức Hòa một số thông tin. Thì trong đợt giãn cách đầu tháng 6 thì tất cả các cơ quan hành chánh công cũng như phòng công chứng hầu như không giải quyết các thủ tục vấn đề liên quan tới nhà đất. Thì vừa đây có thông báo là từ ngày 21 tháng 6 năm 2021 thì phòng hành chánh công cũng như tại phòng công chứng hoạt động trở lại bình thường về mảng đất đai nha quý anh chị. Nhưng mà khi quý anh chị tới những cái khu trung tâm hành chánh này, quý anh chị cần lưu ý sau. Thứ nhất là quý anh chị nên tới đây quý anh chị phải khai báo y tế đầy đủ, thì sẽ khai báo y tế qua app hoặc là qua tờ khai y tế tùy ở mỗi khu vực yêu cầu. Thứ hai là quý anh chị phải giữ được cái phải thực hiện 5K, giữ khoảng cách an toàn và nhớ đeo khẩu trang sát khuẩn liên tục để đảm bảo phòng chống an toàn dịch bệnh cho bản thân cũng như cho cộng đồng. Thứ ba là khi quý anh chị tới cái khu hành chính công này, quý anh chị sẽ được phát số thứ tự nha quý anh chị. Quý anh chị không có đi vào trực tiếp như ngày xưa nữa, không có đi vào bên trong. Quý anh chị sẽ được phát số thứ tự cho từng người và sẽ có giờ cái khoảng giờ đó cho quý anh chị đi vào. Vì hiện nay đâu phòng hành chính công ở phía bên trong nó chỉ cho khoảng đâu tầm 30 người xuất hiện đồng thời một lúc ở trong cái khu trung tâm hành chính công thôi quý anh chị, nên phòng hành chính công sẽ cố gắng sắp xếp làm sao đó chúng ta sẽ đi vào để có cái sự giãn cách cho nó an toàn. Và mỗi buổi sẽ có một số lượng phiếu nhất định, nên khi quý anh chị xuống khu vực này thì quý anh chị thực sự cần thiết quý anh chị hãy xuống để mình giải quyết hồ sơ, và quý anh chị nhớ xuống sớm. Nếu như quý anh chị xuống trễ quá, nhiều khi hết số rồi thì chúng ta sẽ phải chờ vào buổi chiều hoặc là buổi sáng ngày hôm sau thì lại mất thời gian của quý anh chị nữa. Cái thứ tư là hiện nay đang trong giai đoạn dịch bệnh, đặc biệt là khu vực Đức Hòa là khu vực rất là biến động rất là nhiều, nên cái khách lượng khách hàng ở từ thành phố đổ về đây rất là nhiều. Và hiện nay thành phố Hồ Chí Minh cũng là tâm dịch của khu vực phía Nam chúng ta, nên khi khách hàng từ thành phố xuống thì bên khu vực hành chính công này sẽ điều tra y tế nó cũng tương đối là kỹ. Và đặc biệt là nếu như quý anh chị ở khu vực thành phố xuống hầu như là sẽ không có được tiếp nhận nhé quý anh chị. Nếu như quý anh chị xuống được tiếp nhận trong giai đoạn hiện nay thì quý anh chị phải có xác nhận y tế tại trung tâm y tế hoặc là bệnh viện, và có thể là nó là cái giấy xác nhận âm tính đó quý vị, xác nhận âm tính COVID trong thời gian ngắn nhất đâu khoảng tầm 3 ngày đổ lại thì quý anh chị mới đủ điều kiện vào. Còn nếu như quý anh chị ở khu vực thành phố hay những vùng ở tỉnh khác, mà đặc biệt là những cái khu tâm dịch, quý anh chị vào đây thì sẽ không có được nhận hồ sơ, với quý anh chị sẽ không cho quý anh chị vào, đặc biệt là những cái khu vực mà hiện nay đang bị phong tỏa ở thành phố thì chắc chắn là quý anh chị xuống đây thì sẽ không có cho quý anh chị vào rồi, để đảm bảo an toàn dịch bệnh thôi. Và nếu như quý anh chị ở là người địa phương ở Long An thì quý anh chị cũng vào đây cũng khai báo y tế và nhớ đem theo chứng minh nhân dân hoặc là hộ khẩu để chứng minh mình là dân địa phương, thì sẽ được cấp phiếu và sẽ cho quý anh chị vào trong này giải quyết hồ sơ. Vì vậy nên để thuận lợi cho cái việc nộp và nhận hồ sơ của quý anh chị khách hàng, người mua, người bán cũng như là quý anh chị môi giới ở tại khu vực này, thì quý anh chị lưu ý những cái nội dung phía trên Linh vừa chia sẻ. Nó là một cái rất là quan trọng để đỡ mất thời gian của quý anh chị di chuyển tới lui trong cái thời gian hiện nay. Nó là chỉ là quyết định tạm thời trong cái giai đoạn giãn cách xã hội hiện nay thôi nhé quý anh chị, chứ nó không phải là cái thông báo lâu dài. Nên sau cái thời gian này nó có những thay đổi mới thì Linh sẽ cập nhật và quý anh chị cũng theo dõi thêm ở phía trên những trang thông tin điện tử, những mạng xã hội để mình nắm bắt thông tin kịp thời. Còn những quý anh chị nào mà hiện nay mà có nhu cầu cấp thiết tại khu vực này mà muốn giải quyết hồ sơ thì quý anh chị nên xuống khu vực này. Còn nếu như mà chúng ta chưa cần thiết lắm thì chúng ta cũng không nên xuống đâu quý anh chị. Đợi sau dịch này nó nguôi nguôi rồi quý anh chị xuống làm hồ sơ cũng được, đỡ mất thời gian của quý anh chị và đi tới những khu vực đông này cũng rất là không có an toàn. Và đó là một số chia sẻ của Linh trong cái mùa dịch và những khu vực giải quyết hành chánh ở khu vực Đức Hòa. Rất là cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Nếu như quý anh chị có thắc mắc thì quý anh chị có thể comment lại bên dưới, có thông tin gì thì sẽ có những
người khác giải đáp, hoặc là sẽ có Linh có thông tin Linh sẽ giải đáp cho quý anh chị. Xin cảm ơn và chào quý anh chị. Hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.